Nguyên xin chào cả nhà nghe. Hôm nay Nguyên làm cái món mì này cả nhà, mì đen thui thù lùi. Cái mì này là của Nguyên mua ở trong tiệm tạp hóa của Trung Quốc á. Cái loại mì này là lần đầu tiên Nguyên ăn luôn nè, không biết có ngon không. Mua ăn thử. Không biết họ làm kiểu gì mà cái cọng mì nó đen nha cả nhà. Nó đen thui thùi lùi luôn, nó đen như than vậy đó. Bây giờ Nguyên sẽ lấy ra. Nguyên lấy đủ ăn. Không biết cái này nó nở bự không, không biết nữa. Chắc cỡ nắm quá ta. Đây dạ. Đẩy vô. Không biết nó nở bự không nữa. Mà cải nấu thêm miếng nữa đi. Có gì thì mình ăn không hết, mình đợi ăn tới trưa luôn. Lần đầu tiên ăn thử cái loại mì này đó cả nhà. Lúc trước Nguyên ăn cái loại mì kia là mì dương sĩ. Nó làm từ cây dương rễ cây dương sĩ á cả nhà. Còn cái này thì làm từ gì thì Nguyên cũng không biết nữa. Đi tiếng Tàu không nè. Trong thời gian mà Nguyên luộc bún á, Nguyên sẽ sắc cà chua cả nhà. Này Nguyên xào với lại thịt nè. Sắc cà chua sắc nhuyễn nhuyễn kìa. Nguyên thích làm sốt như nè. Giống như là sốt sốt mì Ý vậy cả nhà. Nó cũng mau mềm quá nè cả nhà. Cái này Nguyên không có thời gian Nguyên ngâm á. Nguyên để vô Nguyên nấu luôn á. Ui nó mau mềm thấy sợ luôn á. Nguyên nghĩ vậy là được rồi cả nhà ơi. Nước sôi rồi. Để tắt bếp để đây ngâm. Nóng quá Nguyên không có chấm cái mì này thử coi chín chưa. Ui nó cũng hơi dai dai nha. Để đây ngâm hồi đi. Nguyên sẽ để đây ngâm nha. Bây giờ Nguyên sẽ xào. Xào cái thịt. Xào cái thịt với lại cà chua. Nguyên sẽ để nước tương vô nha cả nhà. Cho vô thêm miếng nước. Cái mì của Nguyên nè cả nhà. Ôi để hồi cái Nguyên thử á. Ây da. Nó nở chằng pẹt luôn. Nhưng mà nó cũng còn dai nha cả nhà. Ây da. Ồ nhiều dữ thằng hả cha nội. Giờ Nguyên sẽ chút nước ra. Nguyên thấy nó hơi nhiều quá cả nhà. Bớt ra mới được. Có mình Nguyên ăn à. Nguyên xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Nguyên là nấu xong rồi cả nhà. Ăn sáng. Ồ, còn nóng luôn.
Trời ơi, hồi nãy á tưởng đâu là ít, để vô cho cả đống, nở ra ăn hai người cả nhà, ăn ba, nếu ăn ít thì ăn cỡ ba người. Còn nóng lắm cả nhà ơi. Mì đen thui luôn hả? Lần đầu tiên ăn cái loại này không biết có ngon không. Chứ cái loại trước á, mì Dương Sĩ nguyên mua cả nhà, nó ngon lắm luôn á, nó dai dai. Nhưng mà nó làm bằng từ rễ cây Dương Sĩ á, cho nên mình biết nó làm bằng từ cái gì á. Với lại Dương Sĩ cũng tốt mà. Rồi cái đợt này Lợi Nguyên Lợi mua ăn thử mà không, ý Lợi Lợi mua nữa nhưng mà không có thấy loại này nè, mua thử ăn đi. Nó bình thường như giống như cọng bún bự của mình á, cái này nè. Cũng được, cũng ngon. Nhưng thích xào với lại nước sốt vậy nè cả nhà. Sốt này nguyên xào quá hả? Để cà chua hơi ít nè. Mình kêu chồng em á, xào cho ổng ăn. Nói trời ơi, em xào quá hả? Thức thức dậy trễ quá à. Anh đi làm trễ thì sao? Rồi đó, mình nguyên ăn luôn. Gần Tết á cả nhà, chồng Nguyễn làm á chạy như vậy. Phải kêu thêm mấy người ở ngoài để vô phụ nữa cả nhà. Nguyên thấy á, hả, trên TikTok á, cái chị gì ngăn ngăn gì đó, cái gì ngăn, chị ngăn cái gì ngăn quên tiêu ta, ngăn 2K hả, cái gì mà ngăn bán thuốc giảm cân á cả nhà bạn ha. Bạn gì nè, ở ăn bà chép hết thèm à. Cái nhiều người vô góp ý kêu ăn đựng, với lại ăn chép á, trời ăn chép mới ngon hả cả nhà. Nguyên cũng nghĩ vậy, ăn chép ăn chép cảm thấy ngon hả, mà nhiều người ta nghe cảm thấy khó chịu á. Biết sao giờ hả, chín người mười ý. Cái này xào cay xíu ngon lắm luôn á, xuất sắc luôn. Mà trong khi đó Nguyên không dám ăn cay cả nhà ơi, bị đau bao tử không dám ăn cay. Lúc trước có Nguyên Nguyên nói Nguyên không có biết ăn cay cả nhà. Hồi đó Nguyên chưa chưa gả cho chồng Nguyên á, không có biết ăn cay. Tiêu á nghe, đợi một xíu thôi là Nguyên hít hà đó. Trời ơi, từ hồi mà ổng gả cho ổng rồi hả, chồng Nguyên lấy Nguyên về rồi hả, chồng Nguyên ăn ăn cay kinh khủng. Cả nhà biết cà ớt không, ớt xay với lại củ hành á, mà ổng húp ha, giống như là húp húp nước súp vậy đó. Úi là trời ơi, ổng nói ăn vậy nó mới đã chứ chấm ăn không có đã. Ừ, ăn viết ăn theo ổng viết cái quen á. Cái mình biết ăn cay luôn. Nhưng mà Nguyên Nguyên nấu á không có cay giống như là ổng ăn, khẩu vị của ổng ăn. Bởi vậy mỗi lần Nguyên nấu ha là ổng ưa chấm, lấy cái chén ớt của ổng đơm chấm. Không, chồng Nguyên ăn gì ảnh cũng phải chấm hết ra cả nhà ơi. Cái bún này sao khó gấp chứ sao. Nguyên không có, trừ khi gỏi cuốn à, đa số Nguyên chan vô thì nhiều, chan vô quá cả nhà. Ừ.
cái mì này mày làm loại mì tương đen á, ăn mà không thấy tổ quắc luôn, nó đen á. Khó gấp. Nguyên thích ăn uống hơn ăn đũa cả nhà. Nó đen ha, nhưng mà Nguyên thấy cái loại mì này nó không có ngon bằng mì Dương Sĩ cả nhà ơi. Mì Dương Sĩ nó ngon hơn á. Không thấy bán nữa, lên mạng tìm chỗ mua cũng không thấy nữa. Mình thường xào mấy cái loại mì này ăn, xào mì với sốt cà chua với là sốt thịt đó, mình phái đó. Tại vì nó có hậu chua chua cả nhà. Nói về món ăn Việt Nam nha, nói về món canh đó hả, là Nguyên cực kỳ thích canh chua luôn cả nhà, mê dữ lắm. Còn món mấy món canh khác thì Nguyên hình như là Nguyên không có bình thường, tại vì mấy món món canh khác thì Nguyên biết nấu á, canh chua thì Nguyên Nguyên không có biết nấu á cả nhà. Cũng lên mạng đó tìm tìm công thức nấu á, mà hả món Việt của mình nó công phu quá à. Có món người qua là dễ nấu nhất luôn. Món người qua là nước tương làm tới, nêm nếm gia vị cũng dễ đó. Nước tương hâm thì muối. Cả nhà tưởng tượng đi, canh mà họ nêm nước tương. Bởi nhiều bạn hỏi, nói Nguyên nhỏ này nấu nấu ăn dở ẹt, nhìn là biết nấu dở ẹt. Cái gì niêm gia vị, không niêm gia vị gì hết á. Trời ơi, cái món của người qua của người ta vậy mà mình niêm gia vị thì nó không đúng khẩu vị của họ. Canh mà họ đem đi niêm nước tương á cả nhà. Nhưng mà nước tương của họ ha, không có giống Việt Nam mình đâu. Nước tương của họ trong đó cũng có gia vị rồi, cho nên họ không có niêm, cũng có bột ngọt rồi đó cả nhà. Nguyên nghĩ vậy, tại vì nó có cái mùi bột ngọt á, cho nên Nguyên nghĩ á nó ngon lắm. Cái loại mà Nguyên thường ăn á cả nhà. Bởi vậy hầm, nhưng mà Nguyên nấu nấu canh, Nguyên hầm canh, Nguyên không đợi nước tương nha, để muối không à, chứ không để nước tương. Ăn đúng khẩu vị của người qua luôn nha. Trời ơi, thế gì chồng Nguyên nấu á, ông bá hầm canh bả đợi nước tương. Hồi đó mới qua, Nguyên mới qua Malaysia ăn không quen, trời ơi húp canh của họ như húp nước lã vậy đó. Ai á ở bên Malaysia, sống bên Malaysia thấy Nguyên nấu là bình thường, còn những người mà ở Việt Nam mình hay là ở chỗ nào không có sống gần khu của người qua thì nó nói Nguyên gì nè, nhỏ nào không biết nấu, nấu vậy cũng đưa lên quay. Ăn bởi vì Nguyên ăn theo á,
ăn theo người qua giết nguyên quen cả nhà. Mà ăn gì cũng tốt đâu sao đâu, mình ăn ít gia vị mà, không có ăn gia vị nhiều mà. Trời ơi, người qua cái nhà da dẻ người ta đẹp lắm luôn á, trắng á. Cả nhiều bạn nói Nguyên á hả, Nguyên trắng. Chưa đâu, Nguyên còn Nguyên vậy là đen dưới đó dưới họ đó. Họ trắng mà da họ mịn đẹp lắm luôn á trời. Nhiều người người ta không xức kem phấn, không không có xài mỹ phẩm luôn á, mà da của họ đẹp lắm luôn á. Mà trẻ nữa, trẻ hơn người Việt mình nhiều. Nhưng đâu phải là khí hậu bên đây nó lạnh đâu cả nhà. Khí hậu bên Malaysia nó cũng giống như Việt Nam mình vậy thôi. Mà da dẻ của họ hả, trắng mà đẹp hơn, đẹp mịn lắm. Mấy đứa thiếu nữ á, thôi da đẹp lắm. Tại cái thứ nhất là người ta ăn uống á cả nhà. Mình ăn uống thì mình người ta họ, đúng người qua luôn hả, họ ăn kỹ lắm luôn á. Trời ơi, dì chồng của Nguyên hả, mỗi lần lại nhà bà hả, bà hầm, bà nấu canh cá viên á ha, với lại rau á, là đúng canh cá viên với rau thôi, chứ không niêm muối luôn á. Không niêm muối luôn, Nguyên còn niêm muối ha, là bà không niêm muối luôn á, lạc đến nỗi vậy đó. Bởi vì hỏi sao mà em chồng Nguyên á đi ra ngoài quán ăn á, ăn không quen. Ồ, tại vì quán ăn ta cũng để gia vị chứ bộ cả nhà, để gia vị nữa. Tại vì nước tương thì mình mua tính ra nó mắc hơn là muối, tại vì người ta nuôi muối, niêm muối là bột ngọt không à, đường nữa đó. Ở đây thôi ăn ở nhà thì ngon hơn. Nguyên thì mình là người Việt mà, mình nhiều khi mình cũng làm sao quên được cái khẩu vị Việt Nam mình cả nhà. Ăn cũng bình thấy bình thường, nhưng mà dì chồng của Nguyên á, nếu như Nguyên ăn cơm ở nhà dì chồng Nguyên hả, Nguyên cảm thấy nó nhạt nhẽo á, ăn vô nó nhạt nhẽo, ăn vô không có cảm giác uống nước luôn á. Người ta ăn xong người ta muốn khát nước, người ta kiếm nước uống á, còn ăn cơm nhà dì chồng Nguyên không có cảm giác uống nước luôn á. Đâu đỡ gia vị đâu mà khô cổ. Nhưng mà ăn vậy cũng tốt mà ha cả nhà, ăn vậy cũng tốt. À thôi, video của Nguyên á đến đây kết thúc mừng cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và luôn ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha.